Xin chào buổi trưa tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình dịch Covid tại Bến Tre trưa ngày hôm nay, ngày 2 tháng 8 bao gồm những nội dung như sau. Và để bắt đầu thông tin chi tiết, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha, mình cảm ơn các bạn. Và điều đầu tiên cho ngày hôm nay chính là Mỏ Cày Nam cách ly 4 hộ tại ấp Phước Điền, xã Bình Khánh. Thì ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỏ Cày Nam ông Võ Văn Út vừa ký quyết định là phong tỏa một phần tổ nhân dân tự quản số 6 ấp Phước Điền gồm 3 hộ và hộ bà Trần Thị Loan về việc thực hiện cách ly phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19 tại ấp Phước Điền, xã Bình Khánh. Thì khu cách ly phong tỏa một phần ấp Phước Điền là có 3 hộ gia đình với 6 nhân khẩu, diện tích phong tỏa là 3.500 m². Thì khu cách ly phong tỏa hộ bà Trần Thị Loan là 2 nhân khẩu, diện tích phong tỏa là 300 m². Thì thời gian phong tỏa hai khu là từ 6 giờ chiều ngày 31 tháng 7 đến 6 giờ chiều ngày 14 tháng 8. Thì Ủy ban Nhân dân xã Bình Khánh có trách nhiệm tổ chức thực hiện phong tỏa hai khu vực nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát phòng chống dịch theo quy định. Được biết, khu phong tỏa này liên quan đến 2 ca dương tính COVID-19 được ghi nhận trong ngày 31 tháng 7 là người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương và cách ly tại nhà và có địa chỉ tại ấp Phước Điền, xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam. Hiện 2 ca F0 đã được đưa đi cách ly tập trung. Các ngành chức năng đang truy vết các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan và 8 trường hợp F1 là cách ly tại nhà xét nghiệm lần đầu cho kết quả âm tính. Và thông tin tiếp theo chính là thông tin về 2 ca tử vong được ghi nhận vào ngày hôm qua. Thì 2 ca tử vong ghi nhận ngày 1 tháng 8 bao gồm là một bệnh nhân nữ sinh năm 1941 có địa chỉ tại huyện Ba Tri và tử vong tại bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh trên nền bệnh đái tháo đường tiếp 2, suy tim. Bệnh nhân thứ hai là con nữ sinh năm 1964 có địa chỉ tại Tiên Long, Châu Thành, có tiền sử là bệnh tâm thần, phân liệt, ghi nhận tử vong tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Thì toàn tỉnh đến sáng ngày hôm nay có 11 ca tử vong do Covid-19. Bệnh nhân tử vong ở các huyện như là Ba Tri, Dòng Trơm, Thạnh Phú và Châu Thành. Và thông tin tiếp theo chính là số ca dương tính sáng ngày hôm nay được ghi nhận tại Bến Tre. Thì số ca dương tính này là tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, Bến Tre ghi nhận thêm 15 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh sáng ngày hôm nay là 832 ca. Hiện là 15 ca mắc mới ghi nhận tại huyện Châu Thành bao gồm là An Hiệp 2 ca, ở Thuận Điền và An Bình, An Khánh là 2 ca, ở An Mỹ và An Thạnh, ở Phú Đức là 1 ca, là ở Phú Định, ở Phú Túc là 1 ca, là ở Phú Khương, ở Sơn Hòa 2 ca là ở Hòa Trung và Hòa Chánh, ở Tân Phú là 2 ca là ở Tân Nam, Tân Thạch là 2 ca là ở Tân Phú và Tân Quế Ngoại, Tiên Thủy 2 ca là ở Khánh Hội, Tây và Chánh Đông, Tường Đa 1 ca là ở Đình Thọ. Các ca này là cũng đều ở trong khu cách ly và phong tỏa. Và trưa ngày hôm nay Bến Tre cũng ghi nhận thêm 44 ca mắc mới, thì nâng tổng số ca tại Bến Tre tính đến trưa ngày hôm nay là 876 ca. Thì các số ca mắc mới ghi nhận là tại Châu Thành là 22 ca, là Quế Sơn là 6 ca ở ấp 9 và Quế Hòa Tây, ở An Hiệp là 5 ca là ở An Hòa, Thanh Bình và Thuận Điền, ở Sơn Hòa 1 ca là ở Hòa Chánh, ở Thành Triệu là 4 ca là ở Phước Thạnh 1, Tuyên Thủy là 1 ca là ở Khánh Hội Tây, Tiên Long là 2 ca là ở Tiên Phú 1, Tường Đa 1 ca là ở Thanh Bình, Quế Thành 1 ca là ở Phú Thành và Tân Phú 1 ca là ở Tân Bắc. Thì Thạnh Phú ghi nhận trưa hôm nay là thêm 10 ca, là bao gồm là ở An Quy là 6 ca ở An Huề và An Phú, An Điền 1 ca là ở An Khương B, An Thuận 1 ca là ở ấp 1B, ở Bình Thạnh 1 ca là ở Thạnh Lợi, Giao Thạnh 1 ca là ở ấp 8 và Ba Tri cũng ghi nhận tiếp là 8 ca vào trưa ngày hôm nay là ở thị trấn, 6 ca là ở khu phố 2 và khu phố 4, Bảo Thuận 1 ca, Bảo Thạnh 1 ca là ở Thanh Thọ, Dòng Trơm 2 ca là ở Bình Lợi, Bình Thành, Mỏ Cày Bắc 2 ca là ở Thanh Sơn, xã Thanh Tân và Thành An. Tất cả 44 ca ghi nhận trưa ngày hôm nay đều ở trong khu cách ly và phong tỏa. Và số ca ra viện tính đến ngày hôm nay tại Bến Tre là 162 ca và vẫn là 11 ca tử vong. Mình cũng xin kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký nhớ cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.